Seo gọi người thay thế đình trọng dự kinh S Cup. Ngay sau khi trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai kết thúc, câu lạc bộ Hà Nội nhận được thông báo Nguyễn Thành Trung được triệu tập thay thế Trần Đình Trọng sang Thái Lan dự King S Cup 2019. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ với VN Express. Thành Trung nằm trong danh sách cầu thủ được triệu tập vào U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 MIA giờ ngày mùng 7 trên 6 tuy nhiên, sau khi đình trọng chấn thương, anh được huấn luyện viên Park Hang, seo đôn lên đội tuyển quốc gia thay thế. VFF cũng đã ngay lập tức đặt vé để trung vệ này bay từ Pleiku về Hà Nội lúc 12 giờ 10 phút hôm nay. Anh sẽ cùng các đồng đội bay sang Bangkok chiều cùng ngày. Đình Trọng là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang, seo cho vị trí trung vệ tại King S Cup 2019. Tuy nhiên, anh bất ngờ dính chấn thương khi Hà Nội làm khách của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 12 V League 2019 chiều 31 tháng 5, nên không thể sang Thái Lan. Người vào sân thay Đình Trọng trận đó chính là Thành Trung. Hiện tại đầu gối của Đình Trọng sưng to, đi lại khó khăn, anh sẽ phải chờ vài ngày để đầu gối hết dịch mới có thể chụp chiếu, xác định chính xác tình trạng chấn thương. Bác sĩ của câu lạc bộ Hà Nội đánh giá nhiều khả năng trung vệ này chấn thương dây chẳng. Sau khi cùng đội tuyển vô địch AFF Cup 2018, Đình Trọng phải sang Hàn Quốc để tiểu phẫu, dù chưa hoàn toàn hồi phục, anh vẫn được huấn luyện viên Park Hang seo tung vào sân từ đầu, góp phần làm nên chiến thắng 4-0 trước Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3. Le toit.